thời tiết châu Á đang bất ổn như thế nào? Cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc ngày 19 tháng 6 cho biết nhiều trận mưa xối xả đang diễn ra ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Tây của nước này và sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 6. Không chỉ ở Trung Quốc, nhiều quốc gia tại châu Á đang trải qua những ngày bất thường khi xuất hiện những hình thái thời tiết bất thường và bất ổn so với những năm trước đây. Miền Nam Trung Quốc đang bước vào giai đoạn đỉnh nước thuyền rồng, chỉ chuỗi thời tiết bất ổn trước và sau khi lễ hội thuyền rồng thường niên diễn ra vào đầu tháng 6. Nguyên nhân là các khối không khí ấm và ẩm ở phía Nam va chạm với các khối không khí mát hơn ở phía Bắc. Hiện tượng tự nhiên này những năm gần đây bị bồi thêm bởi biến đổi khí hậu, phá rừng và sự cải tạo các vùng đất ngập nước. Ngược lại, miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến hứng chịu sóng nhiệt trong tuần lễ kể từ ngày 20 tháng 6, tức vượt qua mốc 40 độ C. Thủ phủ Trịnh Châu của Hà Nam đã phải chịu thời tiết nóng bất thường nhiều ngày qua. Trong khi đó, báo cáo mới nhất ngày 18 tháng 6 của Bangladesh cho biết đã có gần 6 triệu người mắc kẹt và ít nhất 19 người thiệt mạng, bao gồm 15 người bị sét đánh, những người còn lại gặp phải lở đất. Vào ngày 18 tháng 6, trận lũ được mô tả là tồi tệ nhất từ năm 2004 ở Bangladesh, trở nên nghiêm trọng hơn khi dòng nước chảy qua các vùng núi Ấn Độ tiếp tục đổ vào, còn mưa sẽ nặng hạt hơn trong 2 ngày tới. Tại bang Assam ở đông bắc Ấn Độ, kề cận Bangladesh, lở đất đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 2 triệu người sơ tán trong đợt mưa xối xả và lũ quét hành hành suốt 10 ngày qua. Trái lại, nắng nóng khốc liệt vẫn hoành hành ở phía bên kia Ấn Độ. Theo cập nhật vài ngày trước của Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Delhi trong vòng 25 ngày đầu mùa hè đạt ít nhất 42 độ C, cao nhất kể từ năm 2012. Mở đầu bản tin là một số thông tin được đông đảo người dân quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đang tác động đến Bắc Bộ và Trung Bộ, có khả năng ghi nhận mức nhiệt chạm ngưỡng là 40 độ C. Dự báo nắng nóng sẽ kéo dài tới hết ngày mai, từ ngày 21 tháng 6. Nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 6. Sau đó giảm dần cường độ. Cơ quan khí tượng cũng đặc biệt cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác khi nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngày 21 tháng 6 tới đây, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thông tin vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào sáng ngày hôm nay. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long mang một tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, giá trị mới nhằm kiến tạo ra vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển bền vững, hài hòa, trở thành nơi đáng sống, năng động, thịnh vượng và là điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch và là nhà đầu tư. Năm 2030, quy mô nền kinh tế khu vực lớn hơn 2 đến 2,5 lần hiện tại, kết cấu hạ tầng xã hội được xây dựng đồng bộ, hiện đại và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng sẽ công bố tài trợ của 6 ngân hàng phát triển thống nhất danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long với vốn cam kết là 2,2 tỷ đô la Mỹ, xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên lề sự kiện triển lãm ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long khát vọng phát triển cũng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất và văn hóa con người. Thưa quý vị, theo thống kê tại Việt Nam, mỗi ngày có khoảng 2.000 tấn rác thải nhựa rò rỉ ra biển. Với những nỗ lực bảo vệ đa dạng sinh học biển tại Việt Nam, Phái đoàn Liên minh châu Âu-EU phối hợp cùng với Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai dự án Suy nghĩ lại về nhựa. Với hàng loạt những chương trình thiết thực, dự án này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi, hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm đáng kể lượng rác thải nhựa ra biển. Dự án Suy nghĩ về nhựa được triển khai tại Việt Nam với 4 hoạt động thí điểm bao gồm tăng cường thu gom, phân loại và tái chế bao bì nhựa, quản lý chất thải từ tàu tại các cảng biển Việt Nam, thu gom rác thải bằng tàu cá và giám sát việc tiêu dùng túi ni lông với sự tham gia của cộng đồng, hộ gia đình, cơ quan quản lý nhà nước
và doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi đã hoàn thiện cái hệ thống là hệ thống khai báo trên phần mềm và để hỗ trợ cho các hãng tàu khi vào Việt Nam thì khai báo trên cái phần mềm đó, và từ cái phần mềm đó chúng tôi sẽ biết được cái lượng rác thải từ các cái tàu mà cập cảng Việt Nam là số lượng là bao nhiêu, để từ đó chúng tôi tính được ra được cái kinh phí mà các cái tàu họ phải trả cho cái lượng rác thải. Từ những mô hình thí điểm, nhiều hoạt động đã vượt ra khỏi dự án, lan tỏa ra nhiều địa phương trên cả nước. Một trong số ấy phải kể đến giải pháp thu gom rác thải bằng tàu cá tại Phú Yên. Chỉ từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ngư dân tham gia mô hình đã thu gom gần 7.000 tấn rác thải nhựa dưới đáy biển và đưa vào bờ. Tuy nhiên, để có thể nhân rộng mô hình này, rất cần có hệ thống chính sách đi kèm để thật sự biến ngư dân thành chủ thể hành động. Phải quan niệm những ngư dân này như lao công ở trên đất liền. Phải có một cái gì cho họ, chứ không thể là cố gắng đi, yêu nước đi. Vâng, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ yêu nước, nhưng mà được một tuần, một tháng thôi. Cái mãi mãi thì không được đâu. Cho nên là chúng tôi đã kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có bồi dưỡng cho những người mang rác ở đáy biển về bờ. Cái bồi dưỡng ấy, ngư dân nói là chúng tôi bồi dưỡng cho chúng tôi 1.500 một cân là chúng tôi mang về bờ đây. Rồi họ sẽ làm. Việt Nam đã tham gia chương trình đối tác hành động toàn cầu về nhựa tại Việt Nam và đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm 75% rác thải nhựa đại dương. Những hoạt động từ dự án Suy nghĩ lại về nhựa đang góp một phần không nhỏ vào nỗ lực đẩy lùi rác thải nhựa khỏi đại dương. Thưa quý vị, đến giữa tháng 6 năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 400 tàu cá có chiều dài trên 15 mét không lắp đặt giám sát hành trình. Là địa phương có đội tàu cá xa bờ lớn nhất nước, việc chậm trễ này của Quảng Ngãi được cho là sẽ ảnh hưởng tiến độ gỡ thẻ vàng của EU, của Ủy ban châu Âu EC và ảnh hưởng nghề cá nước ta nói chung. Theo đồn biên phòng Sa Huỳnh, hiện thị xã Đức Phổ còn 60 trên 1.046 tàu cá dài trên 15 mét chưa lắp đặt giám sát hành trình. Để đảm bảo quy định của pháp luật, đơn vị đã tăng cường lực lượng kiểm soát không cho xuất bến, xử phạt nghiêm những chủ tàu né tránh sự kiểm tra kiểm soát và các tàu đã lắp đặt thiết bị nhưng không duy trì hoạt động. Thì phát hiện những cái tàu cá mà không duy trì thiết bị giám sát hành trình thì đơn vị để tiến hành lập biên bản điều tra xác minh xử lý theo quy định pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm thì đơn vị đã chỉ đạo xử lý là 58 cái trường hợp, đó là gần 300 triệu đồng, cũng nâng cao cái nhận thức cho ngư dân. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cũng hiện có 410 tàu cá thuộc diện neo bờ và khai thác hải sản ở ngư trường ngoài tỉnh, nhiều năm không về địa phương, chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm quản lý hoạt động của số phương tiện này. Không có giấy phép hành trình thì làm sao xuất số được? Không thể xuất số được. Nên là tàu không có khả năng để gắn máy xuất hành trình, rồi không đủ chi trả quà tiền dầu được, nên là phải ngừng hoạt động. Đối với 72 tàu cá mà nằm bờ thì yêu cầu chủ phương tiện, thuyền trưởng viết cam kết là không hoạt động. 219 tàu cá hoạt động ngoài tỉnh thì tiến hành xác minh, thống kê và có văn bản thông báo cho Bộ đội Biên phòng các tỉnh có tàu cá hoạt động để có phối hợp xử lý. 119 tàu cá hoạt động trong vùng biển tỉnh Quảng Ngãi thì kiên quyết không cho xuất bến. Nếu như không đảm bảo các loại giấy tờ liên quan đến người, phương tiện và những trường hợp vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhằm nỗ lực khắc phục các vấn đề về chống khai thác IUU, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết hợp với các biện pháp hành chính để việc lắp đặt giám sát hành trình của ngư dân địa phương hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 tới.